Nhà mình thì cũng có một số bạn đi du học, cũng có người làm trong y tá, có người làm bác sĩ, có người làm dược sĩ, và y tá là nhiều nhất. Và trong khi đó là trong khi làm y tá, thường thường mấy bạn hay đi làm Acare. Acare là những ngành nghề chăm sóc người già, mà muốn chăm sóc được thì bạn cũng phải học cái chứng chỉ, cái certificate Acare. Ok, hôm nay mình sẽ nói về vấn đề Acare Worker, cái tại sao dạo gần đây người ta nói rất là nhiều về cái này, là có rất là nhiều cái cơ hội cho các bạn định cư trong cái ngành này. Thì các bạn lưu ý giúp mình cái điều này nha, mình không phải luật sư nha, thì mình chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình thôi ạ. Người thân của mình đi làm Acare vất vả như thế nào các bạn biết rồi. Người Việt Nam mình chừng khoảng nữ thì khoảng 4 mấy ký, 5 mấy ký, bạn nào nữ 6 mấy ký là cũng là hơi vĩ đại rồi đó. Tại cái vấn đề này mình phải nói thẳng ra cho các bạn hiểu. Còn mấy người Úc thì các bạn biết rồi, họ 60 mấy ký, người Việt Nam mình 6 mấy ký gọi là vĩ đại đúng không, gấu mẹ vĩ đại đó. Còn người Úc 6 mấy ký rất là bình thường, mấy cụ ông cụ bà có người lên tới 100 ký á. Thì người gia đình mình nó nhiều người đi làm Acare đó, người ta nói cho mình biết đó là đi vô đó mấy cụ ông tắm rửa cho mấy cụ ông cụ bà, cho uống thuốc hay là cho ăn ăn, rồi nói chuyện đơn giản. Nhưng mà tới khi mà đỡ rồi này nọ, tất nhiên có dụng cụ để đỡ lên, nhưng mà rất là nặng các bạn. Cái người ta nặng vậy á, một người y tá người Việt Nam chừng 50 kg thôi, rồi sau nôi được 100 kg, thì các bạn mới tưởng tượng được. Có những không có ngành nghề nào mà nó sướng hết đó, sướng người ta đi chơi rồi, còn vất vả, những nghề vất vả như vậy á, thì các bạn phải chuẩn bị trước tâm lý ha. Thì tất nhiên là nó phải có cái khó khăn của nó, nhưng mà cái này có cái cơ hội cho các bạn nè. Không có gì mà nó hoàn hảo, gì chắc chắn một điều là không có gì chắc chắn hết các bạn. Cái cơ hội đó do các bạn thôi, các bạn làm việc tốt hay không, rồi cái công ty các bạn đang làm, công ty Acare đó nó có được chính phủ nằm ở trong danh sách hay không, nó có đăng ký với chính phủ để mà bảo lãnh các bạn hay không, nó nhiều yếu tố đó các bạn. Có thể là bạn là học một ngành nghề khác và bạn làm thêm cái ngành Acare, bạn học thêm cái Acare nữa làm nghề phụ cho các bạn cũng là một cách ha. Có nghĩa là ví dụ như bạn học y tá, bạn có thể làm thêm cái Acare, hoặc là bạn học kế toán làm thêm Acare, hoặc nhiều bạn học IT, mấy bạn nam cũng đi làm Acare được cũng chẳng sao hết ha. Cái chỗ mà làm á, cái organization hoặc là cái công ty á, nó phải được chấp thuận của cái chấp thuận tham gia cái gọi là Acare Labor Agreement, thỏa thuận lao động ngành chăm sóc người già đó. Điều kiện thông thường mà để được bảo lãnh á, thì nó cao. Cái tổ chức này mà nó được mà bảo lãnh như vậy á, thì yêu cầu của nó thấp, nên các bạn hiểu là người ta sẽ bảo lãnh cho bạn cái visa 482 đó. Bạn chỉ cần có certificate 3 thôi, mà cái kia là phải là cao đẳng, phải học 2 năm rồi này nọ, bạn hiểu không? Bạn chỉ cần có 1 năm kinh nghiệm mà làm việc à, mấy cái khác là phải là 2 năm hoặc trở lên. Quá dễ so với mấy cái chỗ khác rồi đúng không? Điều kiện dễ hơn nhiều rồi. Certificate 3 chỉ học có 6 tháng là có rồi các bạn. Nói 6 tháng thôi chứ thật sự mấy bạn học có 4 tháng là xong rồi đó. Và kinh nghiệm này cũng không cần phải là đủ 1 năm nữa, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng là cũng có thể được đúng không các bạn? Khi nào các bạn mà học Certificate 3 của Acare Úc á, là cũng không không cần phải làm thẩm định tay nghề gì đó. Rồi bây giờ mình nói về cái doanh nghiệp ha. Như nãy mình nói đó, cái doanh nghiệp mà nó có Acare Labor Agreement á, thì doanh nghiệp đó là phải, nói chung là doanh nghiệp nào mà muốn bảo lãnh các bạn, nó cũng phải trải qua cái điều kiện của khắt khe của chính phủ. Còn cái này nó còn khó khắt khe chút xíu nha các bạn, và doanh nghiệp đó cũng phải tốn tiền để mà đăng ký cái này với chính phủ nữa. Bình thường là doanh nghiệp để người ta kinh doanh thôi, nhưng mà nếu mà người ta muốn bảo lãnh số lượng vài người hay chục người để mà vô mà phụ họ làm á, thì họ phải đăng ký. Ok, nó phải tốn tiền cái này nữa. Mà doanh nghiệp ở bên Úc thì mà họ nghe tới cái vụ này họ cũng hơi dội ngược á, tại vì họ không biết mấy người quốc tế làm sao, thì họ cũng sợ họ vừa phải bỏ cái công phải phải thuê luật sư nè, chứ bản thân ở trong đó đâu có ai biết làm đâu, phải thuê luật sư để luật sư làm cái gì đó tốn tiền nè, rồi tốn thời gian của họ nữa nè, công sức của họ, bỏ mấy cái chất xám, bỏ năng lượng vô nữa để có được cái chấp thuận này nè ha. Giống như doanh nghiệp của mình thôi, mình đang rất là cần những người đến từ quốc tế làm, và đặc biệt là người Việt Nam làm cho mình. Tại sao? Tại vì những người này họ có động lực để làm việc nhiều hơn là những người Úc. Những người Úc họ làm họ vui, họ làm họ không vui vì có chính phủ nuôi. Nhưng mà những người Việt Nam qua thì họ, thứ nhất là họ cần tài chính, và thứ hai là họ cần bảo lãnh đó. Thì hai cái này các bạn biết, động lực của họ, của người Việt Nam mình hoặc những người quốc tế, nó sẽ mạnh hơn. Thì hiện nay nó có khoảng chừng 5 cái cơ sở mà đã được chấp thuận rồi nha. Các bạn lên mạng search mấy cái cơ sở này thì các bạn sẽ tìm ra thôi. Fremantle Italian Aid Person Service Association này, ở Tây Úc nè. United New South Wales ACT nè. TLC Acare Pty Ltd nè. Panagia Mirador Tisa Limited nè. Và cái cuối cùng là Curtin Heritage Living Inc ở Tây Úc nè.
các bạn tìm từ theo cái tên này, các bạn search và bạn apply mấy cái job nha. Ok, vô website rồi các bạn tự nộp thôi, ở bên này cũng tự nộp, người ta yêu cầu vậy, xong rồi phỏng vấn rồi xong rồi được thì bạn vô thử việc thôi ha. Không có cái gì đảm bảo 100% hết nha các bạn, các bạn cố gắng thì các bạn người ta sẽ bảo lãnh cho các bạn thôi, bạn làm được việc. Mình nói đi nói lại nhiều lần, công ty nào cũng muốn bảo lãnh cho các bạn, việc bạn có được việc cho người ta không, bạn có đem lại giá trị cho người ta không, bạn đem lại giá trị cho người ta là người ta bảo lãnh cho các bạn, họ giơ hai tay hai chân ra welcome các bạn luôn á. Ok, bạn làm việc tốt đem lại cái giá trị cho cái công ty đó thì người ta bảo lãnh thôi. Cái cơ hội này các bạn cố gắng tìm hiểu để mà có thêm cho các bạn một một con đường thôi, tại vì con đường các bạn đang đi thì cũng là một con đường rồi, mà nếu mà thêm cái con đường này nữa thì nhiều khi con đường phụ trở thành con đường chính và bạn khỏi phải đi học nữa. Bạn nào đang là sinh viên đi du học thì cũng là cái cơ hội cho các bạn không. Ok rồi, thôi chúc các bạn may mắn thôi.